Bão Kainu dự kiến đầu giờ chiều nay sẽ đi vào Biển Đông. Hiện cường độ bão vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17. Sau khi vào Biển Đông, bão sẽ đi men theo đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu dần. Đến sáng ngày 8 tháng 10, cường độ bão giảm xuống cấp 8, giật cấp 10, sau đó sẽ tiếp tục yếu thêm. Bão ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, chủ yếu gây gió mạnh cho vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo gió mạnh dần lên cấp 7 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, bão Kainu đã đổ bộ vào bán đảo Hằng Xuân của đảo Đài Loan Trung Quốc, khiến cho 190 người bị thương. Cơn bão cũng khiến cho nhiều ngôi nhà bị tốc mái và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng không. Tại thời điểm đổ bộ, gió tại vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17, gây mưa to đến rất to. Từ trưa đến đêm nay, nhiều địa phương tiếp tục có gió mạnh, mưa to đến rất to. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Kainu sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km/h và sẽ sớm đi qua bờ biển phía Nam của đảo Đài Loan Trung Quốc, hướng về vùng biển ven bờ phía Đông Quảng Đông và cường độ suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão Kainu tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến và đi sân bay Cao Hùng trong hôm nay ngày 5 tháng 10. Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN587 từ Cao Hùng đến Hà Nội, VN581 từ Cao Hùng đến Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Vietjet sẽ tạm dừng khai thác các chuyến VJ885 và VJ886 chặng Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh. Một số chuyến bay sẽ chịu ảnh hưởng dây chuyền. Các hãng hàng không khuyến nghị